Hello, xin chào mọi người cùng quay trở lại với channel của Sài Gòn Crypto, kênh chuyên về phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích đánh giá các đồng coin trong thị trường crypto. Hôm nay là thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024. Thì hôm nay là chúng ta cũng đã bước vào ở thời gian là ngày cuối cùng của tháng 1 rồi. Thì ở trong thời gian là một tháng vừa qua thì thị trường trước đó nó cũng có những sự tăng trưởng lên, nó tạo ATH ở cái vùng khoảng là 49k và sau đó nó điều chỉnh xuống cái mức thấp nhất là khoảng là 38k5 ha. Hiện tại BTC đang giao dịch quanh mức khoảng là 42k900. Thì trước khi đi phân tích vào biểu đồ chart thì mình sẽ là xem về một số những cái tổng quan của thị trường ha. Tổng quan của thị trường thì trong thời gian vừa qua thì thị trường mình thấy là cũng có một số những đồng coin có những sự tăng trưởng, nhưng mà cũng có những sự những cái đồng coin có những sự điều chỉnh. Thời gian qua thì mình thấy là cái xu hướng của thị trường thì nó gọi là BTC vẫn đang nằm trong một cái xu hướng tăng lên, nhưng mà altcoin nó không có còn gọi là tăng quá là mạnh so với lại những thời gian trước đó. Thì tiếp đến thì mình sẽ là đi vào phân tích biểu đồ chart. Thì hôm nay là cũng là ngày cuối cùng của tháng 1 rồi. Ngày mai là BTC sẽ đóng đến tháng ha. Thì để mình xem là ở trong những thời gian vừa qua thì chúng ta đã có cái khoảng thời gian là tầm tháng 10 nè. Trước đó là khoảng tầm là tháng 9 là BTC đóng một cái nến giống như là cái nến Doji ha. Thì cũng là một cái nến xanh, nhưng mà gọi là cái sự gọi là tăng trưởng và khác biệt là mọi người thấy là ở thời gian như là tháng 10 là nó gọi là nhấn chìm ha, nhấn chìm kể cả gần như là gần hết những cái cây nến ở thời gian trước đó ha. Mọi người thấy là bắt đầu BTC tăng mạnh ở thời gian tháng 10, và chúng ta có tháng 10, tháng 11, tháng 12 là BTC có những cái giai đoạn đó tăng lên khá là mạnh, và cho đến thời gian tháng 1 là BTC tạo ATH ở mức khoảng là 49k. Còn ngày mai là BTC sẽ gọi là đóng đến tháng. Nên tháng này thì mình nghĩ là nếu mà không có gì khác biệt á thì BTC cũng sẽ đóng một cây nến Doji. Cũng ở loanh quanh ở cái mức khoảng từ là 42 cho đến gọi là 42 hay cho đến 43k trên 43k, và mình nghĩ là không có những sự khác biệt gì thì BTC vẫn sẽ đóng cái đến Doji thôi. Còn quan trọng là ví dụ như Doji ha, về Doji này hiện tại thì mình thấy là không phải quan trọng là Doji là màu xanh hay là Doji màu đỏ đâu, mà mình nghĩ là vẫn sẽ là đóng một cái đến Doji, có nghĩa là nó cái sự dao động của BTC ở trong những thời gian sắp tới thì mình nghĩ là sẽ không có những cái sự gọi là khác biệt quá lớn, hoặc mình nghĩ là vẫn sẽ là đóng cái nến Doji thôi. Thì đó là cái khung tháng, thì mình dự đoán là vào thời gian như là sáng mai ha thì BTC sẽ đóng lên tháng. Còn tiếp tục thì mình sẽ là đi phân tích về những cái quãng thời gian hiện tại thì như thế nào. Thì trước đó thì chúng ta đã có một cái sự phục hồi lên của BTC từ ở những mốc như là 38k5 này, và phục hồi lên cái ngày hôm qua BTC đạt cái mức cao nhất là khoảng là 43k800. Tuy nhiên rằng là ngày hôm qua BTC nó đã đạt cái mốc cao nhất của ngày hôm qua là 43k800 ha, nhưng mà nó lại đóng một cây nến có những sự rút râu phía bên trên, và cái thân nến thì nếu mà nói về gọi là hình thái nến đi ha, hình thái nến thì mình thấy là cũng chưa phải là có những cái sự gọi là điều chỉnh gọi là quá là bi quan đâu. Tại vì mình thấy là ở trên thị trường cũng có một số anh em nói là BTC hiện tại thì nó đã gọi là bị gãy trend và sau đó thì nó điều chỉnh hay chưa đó. Thì mình thấy là cái quan điểm này thì cũng tùy vào mỗi người có những sự nhìn nhận khác nhau thôi. Còn với quan điểm của mình thì mình nghĩ là BTC thì nếu mà về gãy trend chưa thì có lẽ thì chúng ta sẽ phải là xem về gọi là cái khung H4. Khung H4 thì mọi người thấy là trước đó thì nó đã có một cái xuống tăng lên khá là đẹp ha. Ở khu vực này tăng lên khá là đẹp và nó đi theo gọi là một cái này gọi là một cái đường xuống ha, hay còn gọi là trend line đó, trend line hay đường xuống cũng được, tùy mọi người cách gọi mỗi người ha. Thì mình nói là trend line là đường xuống. Thì mọi người thấy là trong thời gian qua thì BTC nó tạo ra một cái đường xuống ha, thấy nó tăng rất là đẹp, nó liên tục tạo ra những cái đáy sau cao hơn đáy trước cũng như là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, và mỗi lần mà gọi là đường giá nó chạm vào cái trend line đường xuống này thì nó đều có những cái sự phản ứng và nó tăng lên, đúng không? Và ở thời gian hiện tại thì mọi người thấy cũng vậy này. Ở cái thời gian hiện tại thì cái nến H4 của BTC thì nó cũng đã chạm vào cái đường trend line, cái đường xuống này rồi, và nó cũng đã có những sự phản ứng lên nhất định. Thì để mà nói là có một số thông tin nói là BTC nó đã bị gãy trend hay chưa thì mình thấy là cũng chưa có những sự xác nhận để gãy trend ha. Nếu mà trường hợp nó bị gãy trend á thì nó sẽ phải có những xu hướng gọi là nó đóng cây nến ví dụ như H4 này ở dưới khu vực này khoảng tầm là từ
từ ở mức khoảng tầm là 42k năm trở xuống nó đóng nến, thì mình nghĩ là nó sẽ confirm cái sự xác nhận gọi là bị gãy trên. Còn hiện tại thì mình thấy là nó vẫn đang nằm trên cái đường trend line như thế này, và nó đã có những sự phản ứng, có nghĩa là nó tạo ra những cái nến doji, mọi người thấy không? Nó điều chỉnh xuống đây, chạm đến cái khu vực trend line và nó phản ứng giá lên ha. Và khu vực này thì nó đang sắp hình thành gọi là một cái nến doji nè. Còn khoảng tầm vài phút nữa thì nó hình thành cái nến doji ha, thì mình nghĩ là theo quan điểm của mình thì BTC nó sẽ có những sự phục hồi lên tiếp tục nhất định. Còn để mà gọi là gãy trend hay chưa thì chúng ta sẽ phải là quan sát ở dưới cái khu vực khoảng tầm là 42k năm này. Thì nếu mà trường hợp nó đóng nến thì có thể gọi là nó đã bị gãy trend ha. Còn hiện tại thì mình thấy là nó vẫn chưa có bị gãy trend. Và ở trong những thời gian vừa qua thì đương nhiên là BTC phục hồi và một số những cái đồng altcoin khác cũng có những sự phục hồi rồi. Thì nếu mà thời gian vừa qua, nếu mà anh em nào mà đã bắt BTC ở cái mức khoảng là cái vùng 38k này ha, thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có một số những cái sự phục hồi của altcoin nhất định từ 20 cho đến 30%, cũng tùy vào đồng altcoin. Thì trong những thời gian như thế này thì mình thấy là mặc dù rằng là BTC nó cũng đang loanh quanh ở cái mức khoảng tầm là trên dưới 43k, có nghĩa là nó cũng nói chung là cũng bằng so với lại những cái mức giá ở trong những thời gian như là tháng 12 cũng như là đầu tháng 1 vừa rồi đúng không? Nhưng mà mình cũng đã phân tích cho mọi người ha. Thì hiện tại mặc dù rằng là BTC nó cái mức giá của nó đang bằng so với lại những thời gian trước đó, nhưng mà xu hướng hiện tại của BTC cũng như là xu hướng hiện tại của thị trường thì nó đang không còn gọi là quá là đẹp ha. Quá là đẹp so với lại những thời gian trước đó nữa. Không phải là quá là đẹp có nghĩa là nó sẽ bị điều chỉnh đâu mọi người. Không có nghĩa là nó không quá là đẹp, có nghĩa là nó sẽ gọi là cái xuống của thị trường ở thời gian hiện tại á, thì khả năng cao là nó sẽ không có còn gọi là tăng quá là mạnh so với lại những thời gian trước đó. Tại vì ở những thời gian vừa rồi thì thị trường thì BTC cũng như là altcoin thì nó đã có một cái xuống tăng trưởng khá là mạnh trong thời gian ngắn rồi. Thì đương nhiên mà thị trường mỗi lần mà có những sự gọi là tăng trưởng như vậy thì đương nhiên sẽ sau đó thì cũng sẽ phải có những sự điều chỉnh đúng không? Và sau đó đi sideways hoặc là rũ hàng như thế nào ha, chứ không phải là cứ tăng lên ha. Còn hiện tại thì mình thấy là cũng chưa phải là thời điểm quá là tốt để toàn bộ thị trường ha có những sự tăng trưởng mạnh đâu. Còn mình nghĩ là trong những thời gian hiện tại ấy, thì sóng của thị trường thì đang gọi là khá là khó chơi ha, khá là khó chơi so với lại như là những thời gian trước đó. Thì nếu mà anh em nào mà đã gọi là đã may mắn gọi là vào hàng được ở trong những thời gian vừa rồi khi BC nó quét về cái mức khoảng tầm là 38k này, trước đó thì mình cũng cho mọi người ở những cái vùng mua khi mà một vài những cái vùng mua của altcoin khi mà BC nó về cái mức khoảng tầm là từ 38k trở xuống á, thì nếu mà altcoin nào nó về cái vùng đó mọi người bắt được thì mình nghĩ là nếu mà nó tăng đã tăng trưởng khoảng tầm là từ 20 cho đến 30% rồi thì chúng ta có thể là hoàn toàn chúng ta chốt lời ha, chốt lời cũng tùy mọi người muốn chốt lời bao nhiêu phần đó là tùy mọi người ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta có lời ở trong những thời gian ngắn thì mình khuyên là mọi người vẫn nên chốt hơn là an toàn. Còn đối với những anh em nào mà có cái view dài hạn với thị trường lên đến khoảng tầm là 2025 luôn thì chúng ta cứ giữ đó ha, cũng tùy mọi người thôi. Tại vì là so với cái mức giá hiện tại á, và nếu mà để mà có tầm nhìn đến 2025 á, thì mình thấy là altcoin ở cái mức giá như thế này hoàn toàn thì chúng ta đều có thể là từ x5 cho đến x10 đến những cái thời gian như 2025 thì hoàn toàn là chuyện bình thường ha. Còn đối với những thời gian ngắn hạn thì chốt hay không á, thì cũng tùy vào mỗi người đều có cái vị thế khác nhau, cái dòng tiền khác nhau và cái tầm nhìn về thị trường khác nhau ha. Không phải ai cũng giống ai nên gọi là một cái quan điểm thì nó sẽ không có phù hợp đối với tất cả mọi người ha. Thì chúng ta sẽ phải là xem là quan điểm đó nó phù hợp với bản thân của chúng ta hay không, dòng tiền của chúng ta có khỏe gồng dài hạn với thị trường hay không, hay là gọi là tầm nhìn của chúng ta ngắn hạn ha, thì cũng tùy mọi người. Còn hiện tại thì nói chung là chúng ta cũng sắp bước vào gọi là sắp đến Tết rồi, thì mình nghĩ là trong những thời gian như thế này thì nếu mọi người gọi là cứ thong thả ha, nếu mọi người gọi là đã vào hàng rồi thì mọi người cứ là yên tâm, và nếu mà chờ cho thị trường sẽ có những sự điều chỉnh ở thời gian tiếp theo thì chúng ta cứ là thế là đi xây thôi. Tại vì mình thấy là cái mức giá hiện tại của altcoin để mà gọi là view về dài hạn ấy, thì mình thấy là vẫn là một cái mức giá là quá là đẹp để chúng ta có thể đi xây ha. Còn nếu với những anh em nào mà đã có thể là chưa vào hàng thì mình nghĩ là với những cái tình hình hiện tại thì gọi là xu hướng của thị trường thì nói chung cũng không phải quá là đẹp đâu. Thì nếu mà anh em đứng ngoài thị trường chúng ta quan sát thì cũng không có thành vấn đề gì ha. Còn hôm nay là cũng là ngày cuối tháng rồi thì mình nghĩ là ở trong những thời gian như là cuối tháng và đầu tháng đó thì ở trong những cái khung ngắn hạn thị trường
thì sẽ khá là khó chơi, có nghĩa là sóng nó sẽ đi đi với một biên độ khá là khó chịu ở trong những khung ngắn hạn. Thì nếu mà anh em nào mà trade thì chúng ta cũng nên cẩn thận cân nhắc về đòn bẩy cũng như là vol ha, hoặc là chúng ta đặt stop loss xa xa một chút xíu, tại vì là những thời gian như thế này thì khả năng rất là cao thì sóng nó sẽ đi đi khá là khó chịu và nó sẽ săn săn stop hơn của chúng ta. Hôm nay thì mình cũng sẽ cập nhật qua một số những cái dữ liệu on chain mình thấy là khá là quan trọng ở thời gian vừa qua. Thì ở thời gian vừa qua thì mình cũng là cập nhật cái thông tin là Grayscale thì họ liên tục chuyển BTC của họ lên sàn Coinbase khá là nhiều ha. Mỗi lần thì họ chuyển lên đến cả ngàn BTC luôn luôn ha, thì họ đã có dấu hiệu là họ đã bán BTC rồi. Và hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho mọi người cái dữ liệu là Bitcoin miner to exchange flow ha, on miner on exchange, có nghĩa là cái những cái số lượng BTC từ thượng đảo họ di chuyển lên sàn ha, di chuyển lên sàn. Thì mọi người thấy là ở trong những thời gian vừa rồi thì cái quãng thời gian thì có lẽ là mình sẽ là tính cái quãng thời gian từ ở tháng 1 cho đến hiện tại ha, có nghĩa là trong vòng tháng 1, trong vòng một tháng vừa qua thì những cái cột màu xanh này mọi người thấy ha, thì đã có dấu hiệu là những thợ đào họ liên tục họ chuyển BTC của họ lên sàn ha. Thì trước đó thì mọi người thấy là cũng có những cái cột màu xanh, nhưng mà những cột màu xanh ở giai đoạn này thì nó nhỏ hơn ha, cũng như là nó thưa hơn rất là nhiều so với lại là những giai đoạn khi mà BTC nó di chuyển lên đến cái quãng thời gian trong thời gian tháng 1 vừa rồi. Thì có lẽ là cái quãng thời gian từ tháng 6 6 2023 cho đến lại là cuối năm vừa rồi là mọi người thấy là gọi là miner thì họ cũng có dấu hiệu là họ chuyển BTC lên sàn, nhưng mà những cái cột màu xanh này thì khá là thưa và gọi là cái biên độ của cột này nói chung cũng cũng sẽ có những cây gọi là cây cột cao, nhưng mà nó sẽ không có quá là cao ha, và gọi là cái biên độ gọi là cái mức độ của nó, cái mật độ của nó khá là thưa. Nhưng mà trong cái quãng thời gian như là từ tháng 1 đến hiện tại thì mọi người thấy là những cái cột màu xanh này thì nó đã xuất hiện gọi là với cái tần suất là gọi là cao hơn, và gọi là cái biên độ của nó cũng nói chung cũng cao hơn ha. Thì cũng đã có dấu hiệu là miner họ chuyển BTC lên sàn rồi, thì có thể là họ sẽ chuyển lên sàn để họ bán. Thì mình thấy là trong những thời gian như là khi mà gọi là thị trường gọi là bước vào cái giai đoạn gọi là Bitcoin halving á, trước cái thời gian thị trường Bitcoin halving khi mà gọi là khoảng tầm trước vài tháng ha, nếu mà trường hợp BTC tăng trưởng thì ở trong những mùa trước thì mình thấy là miner thì họ đều có dấu hiệu là họ chuyển BTC lên sàn ha. Có lẽ là họ muốn là chốt lời trước cái giai đoạn là Bitcoin halving, có thể là sau giai đoạn Bitcoin halving thì họ sẽ mua lại như thế nào, thì hoặc là họ sẽ ngừng chuyển BTC lên sàn như thế nào thì mình không biết, nhưng mà mình thấy là trong những giai đoạn ở những cái mùa trước thì mình thấy là trước cái giai đoạn khi mà Bitcoin halving xảy ra mà BTC tăng thì thợ đào thì họ đều có dấu hiệu là họ chuyển BTC lên sàn, nó có nghĩa là họ bán BTC. Thì đây cũng là một trong những số liệu quan trọng của thị trường mà mình muốn cập nhật cái thông tin lên cho mọi người ha, để mọi người có thể nắm được. Còn quay trở về với lại là biểu đồ chart thì hiện tại thì mình thấy là một số những đồ ăn coin nói chung là cũng có những cái sự gọi là tăng trưởng ngắn hạn ở trong thời gian vừa rồi. Thì một số những đồ ăn coin thì mình sẽ là nhắm tới ha, nhắm tới mình có thể là mình sẽ đưa vào danh mục đầu tư, cũng sẽ là cái đồng Bit. Đồng Bit này thì hiện tại thì mình chưa có mua mọi người ha, mình chưa có mua, nhưng mà trong thời gian qua thì Bit thì nó đang gọi là đi với gọi là một cái đường xuống tăng như thế này. Thì do có thông tin là gọi là anh em gọi là mua cái đồng Bit này để gọi là stake ha, và gọi là kỳ vọng sẽ nhận được airdrop, thì mình đánh giá là Bit là một cái dự án khá là xịn. Và về token Nomix đi, thì mình thấy là dự án của họ nắm khá là nhiều ha, về về token Nomix á cũng như là allocation á, thì mình thấy là dự án của họ nắm khá là nhiều đồng coin, và dự án của họ thì mình thấy là khá là xịn ha. Nếu mà trường hợp gọi là dự án của họ nắm khá là nhiều đồng coin thì sẽ có hai trường hợp. Một á, là nếu mà dự án của họ làm đàng hoàng đó thì mai mốt về sau này á, thì cái mức giá của nó tăng trưởng khá là mạnh nếu mà dự án làm đàng hoàng ha. Còn đương nhiên nếu mà dự án làm không đàng hoàng thì đương nhiên là Tokenomics thì team dev của họ, người nhà của họ nắm số lượng lớn, thì nếu mà dự án của họ làm không đàng hoàng thì có thể là họ sẽ là xả token cho mọi người ha. Nên cái này cũng giống như là một con dao hai lưỡi đó. Nói chung là mọi người thấy là cái Tokenomics của dự án nào mà team dev và dự án và người nhà của họ nắm số lượng lớn token thì mọi người cũng là nên cân nhắc ha. Có thể là một ăn cả và ngã về không, nhưng mà chúng ta phải là quan sát cũng như là theo dõi research gọi là cái dự án nào đó thì phải kỹ ha. Chứ mà và đương nhiên là chúng ta vào hàng thì chúng ta cũng sẽ là vào gọi là phân bổ vốn ra, thì chúng ta gọi là all in, vậy là chết rồi mọi người ha. Còn một số những đồ ăn coin khác thì
mình thấy là thời gian ngắn cũng có những sự phục hồi, nhưng mà thời gian ngắn vừa qua cũng chưa có những cái sự gọi là điều chỉnh quá lớn. Ví dụ như xui nè, thời gian vừa qua thì mọi người thấy thì nó tăng khá là mạnh ha, khá là mạnh, nhưng mà cái sự điều chỉnh của nó thì cũng chưa có quá là nhiều. Thì nếu mà anh em nào mà ở vào ở trong nhóm Sài Gòn Crypto Signal thì ở thời gian trước thì admin Tài cũng cho mọi người mua xui đâu đó cái mức khoảng tầm là dưới dưới 1 đô, cái mức này ha, dưới 1 đô. Thì nếu mà hiện tại anh em nào mà giữ xui thì nói chung chúng ta cũng đã có những sự tăng trưởng tài khoản cũng khá khá là nhiều chỉ trong thời gian ngắn rồi ha. Thì chúc mừng anh em nào mà đã theo kèo xui của S Tài ở trong nhóm Sài Gòn Crypto Signal ha. Còn một số những đồ ăn coin khác thì đối với Linh thì mình vẫn là vẫn quan sát thôi, mức giá khoảng tầm 15,8k, mặc dù rằng là nếu mà xét về gọi là cái giai đoạn dài hạn á, thì vẫn là một cái mức giá khá là tốt, nhưng mà trong những giai đoạn ngắn hạn thì mình thấy là nó cũng đã tăng khá là nhiều rồi, mặc dù rằng cái lực đỡ của Linh khi mà nó về những cái mức giá khoảng tầm là từ 13 đô trở xuống thì nó được đỡ giá khá là tốt ha. Có nghĩa là cũng cũng đang có khá là nhiều những nhà đầu tư họ đang nhắm tới Linh và họ vẫn thu gom lồng Linh ha. Mọi người thấy là trước đó thì nó cũng đã có khá là nhiều những cái giai đoạn là nó điều chỉnh về cái mức 13 đô, nhưng mà sau đó thì nó lại có những sự gọi là phục hồi lên ha, phục hồi lên đây ha, lên điều chỉnh lại là xong, nó lên lại điều chỉnh lại là lên á. Những cái nến ngày hoặc là những cái nến H4 của cái đồng Linh đó mọi người thấy không, thì nó rút râu ở phía bên dưới khá là mạnh luôn, chứng tỏ rằng là cũng khá là nhiều những cái người mà họ đặt những cái lệnh ở dưới cái mức khoảng tầm 13 đô trở xuống và họ thu gom Linh. Thì bản thân của mình có lẽ là mình sẽ là cũng sẽ gom Linh khi mà nó về cái mức giá khoảng tầm là từ 13 đô trở xuống ha. Trước đó thì mình cũng cho mọi người gọi là những cái vùng mua để chúng ta có thể là mua được ha. Thứ nhất là từ 13, từ 12 đô rưỡi cho đến gọi là 13 đô thì mình nghĩ là cũng sẽ là cái vùng mua gọi là đầu tiên, ok rồi nè. Còn cái vùng mua thứ hai thì mình nghĩ là sẽ là cái mức khoảng tầm là từ 10 đô trở xuống ha. Còn không biết là nó có về được cái mức khoảng tầm là 6 7 đô hay không thì mình nghĩ là cũng khá là khó ha, nhưng mà cũng không có phải là không có thể. Nếu mà trường hợp mà thị trường có những sự điều chỉnh lớn thì có khả năng thì Linh nó về cái mức 6 7 đô, 6 7 đô ha. Nhưng mà trước mắt thì cái gọi là cái mốc khả quan nhất để mọi người có thể mua được á là mình nghĩ là sẽ là cái mức khoảng tầm là 10, từ 13 đô trở xuống ha. Và nếu mà nó điều chỉnh xuống những mốc sâu hơn, ví dụ như 10 đô hoặc là thậm chí là thấp hơn thì mọi người có thể là canh gom hàng cũng ok ha. Thì hôm nay thì mình thấy là mình cũng lên cập nhật tình hình về Bitcoin, về gọi là biểu đồ chart cũng như là về gọi là những cái dữ liệu on chain mà gọi là nổi bật để mọi người có thể nắm được ha. Còn về altcoin thì mình thấy là vẫn chưa có nhiều những dữ liệu, những cái gọi là dấu hiệu gọi là biến động mới ha. Thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo, và mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả. Trong Telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật thông tin trên thị trường. Mình xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video sau.